Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục tiêu điểm VGC Pokemon mỗi tuần. Nó sẽ giới thiệu cho các bạn về các Pokemon và lối chơi của các Pokemon đó trong VGC để giúp mọi người có thể dễ dàng chọn ra phong cách chiến đấu cho các Pokemon mà các bạn yêu thích. Vậy là chỉ còn tích tắc nữa chúng ta đã đến với Regulation Age. Và Pokemon tuần này mà tụi mình muốn nói đến đó chính là Amarouge, một Pokemon kỵ sĩ đến từ vùng đất Paldea. Amarouge được biết đến là một Pokemon đã từng sống chung với con người của các nền văn minh từ rất lâu đời. Vậy thì trong đấu trường VGC sắp tới, liệu Amarouge sẽ làm được những gì với sức mạnh của bản thân? Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần tiếp theo. Tổng quan về sức mạnh, là một Pokemon kỵ sĩ, tuy nhiên Amarouge lại rất khác khi đây là một Pokemon mạnh ở mảng tấn công đặc biệt và khá yếu trong mảng cận chiến. Với sức mạnh của bản thân thì khi đã được tăng cường nhờ bộ giáp, Amarouge có thể bắn ra những đòn tấn công cực kỳ mạnh như là đạn pháo và kẻ thù. Và thông qua chỉ số cơ bản, chúng ta sẽ hiểu hơn về sức mạnh của nó. Tổng quan thì Amarouge có cho mình một bộ chỉ số khá tốt khi so với mặt bằng chung tại Regulation Age, là một kỵ sĩ nổi trội trong mạng tấn công đặc biệt với khả năng công phá là 125, đủ cao để lấy đi một lượng sinh lực đáng kể của kẻ thù, cùng với một mức tốc độ vừa đủ cho một Pokemon tấn công. Ở các chỉ số phòng thủ thì chỉ ngang mức tạm ổn, nên có thể nói khi gặp những đối thủ mạnh trong việc tấn công thì Amarouge sẽ là một kỵ sĩ khá mỏng manh. Về đặc tính thì Amarouge mang trong mình hai đặc tính là Flash Fire và Quick Armor. Đây đều là hai đặc tính khá mạnh dành cho những Pokemon tấn công như là Amarouge. Với Flash Fire, mang lại khả năng giúp cho Pokemon này miễn nhiễm với các chiêu thức hệ lửa, và khi bị trúng đòn tấn công hệ lửa, khả năng tấn công của nó sẽ được gia tăng thêm 50%. Tuy nhiên thì nếu bị đóng băng thì nó cũng sẽ không được rã đông bởi các đòn tấn công hệ lửa luôn. Trong khi đó, với đặc tính Quick Armor, mang lại khả năng tăng 2 bậc chỉ số tốc độ sau khi bị dính một đòn tấn công vật lý. Tuy nhiên điều này sẽ làm giảm đi một bậc phòng thủ vật lý của nó. Về hệ thì mang trong mình hệ lửa và siêu linh. Ở mảng phòng thủ thì song hệ này cho phép Amarouge kháng 7 hệ là giáp đấu, thép, lửa, cỏ, siêu linh, băng và tiên. Tuy nhiên đồng thời nó cũng bị khắc chế bởi nhiều hệ, đó chính là hệ đá, ma, đất, nước và bóng tối. Về mảng tấn công thì song hệ lửa và siêu linh này mang lại cho Amarouge khả năng tấn công được bao phủ khá rộng, khi có thể khắc chế được các hệ như là côn trùng, thép, cỏ, băng, giáp đấu và độc. Về điểm mạnh và điểm yếu của Pokemon, qua các thông tin trên thì chúng ta có thể thấy được Amarouge mang trong mình một sức mạnh khá to lớn về mạng tấn công đặc biệt, khi chỉ số tấn công đặc biệt của nó nằm vị trí thứ 8 trong các Pokemon được sử dụng trong format này. Hơn hết là khả năng xoay chuyển nhờ có hai đặc tính khá hữu dụng, có thể giúp cho Pokemon này tăng chỉ số tấn công đặc biệt hoặc là tốc độ, tùy vào đặc tính mà các nhà huấn luyện muốn Amarouge sở hữu. Điểm yếu của Amarouge chỉ là chưa đủ cứng cáp để có thể trụ sân lâu dài, và điểm yếu này sẽ còn lộ rõ khi song hệ lửa và siêu linh. Dù kháng được rất nhiều, nhưng vẫn còn có các điểm yếu khá thông dụng như là đất, ma và bóng tối. Về lối chơi của Pokemon, qua các khả năng trên của nó, cũng như là điểm mạnh và điểm yếu, thì lối chơi mà tụi mình dành cho Amarouge sẽ là tấn công bộc phá. Với sự kết hợp của đặc tính mà Pokemon này sở hữu, mọi người có thể chọn một trong hai đặc tính. Trong đó chúng ta sẽ sử dụng Flash Fire và Terra hệ cỏ để câu các chi thức hệ lửa, giúp cho Amarouge tăng thêm 50% sức mạnh tấn công. Tuy nhiên thì tụi mình sẽ khuyên các bạn là nên sử dụng đặc tính thứ hai, Quick Armor. Vì sẵn Pokemon kỵ sĩ này đã không quá mạnh trong việc phòng thủ, vậy nên khá khó để Amarouge có thể chịu đòn và tấn công sau đó. Cho nên khi sử dụng đặc tính Quick Armor thì chúng ta có thể gia tăng tốc độ cho bản thân, giúp cho Pokemon này có lợi thế về tốc độ và kết liễu đối thủ trước khi bản thân bị nhắm đến. Để kích hoạt đặc tính Quick Armor thì chúng ta có thể câu các chiêu thức vật lý từ đối thủ, hoặc là chủ động nhờ các đồng minh trong đấu đôi tấn công bằng một số chiêu thức ưu tiên như là Aqua Jet hoặc là Bullet Punch để kích hoạt. Và còn nữa, ngoài khả năng gia tăng tốc độ qua đặc tính thì còn có thể chọn các đồng minh tạo ra môi trường siêu linh đáng tin cậy như là Indidikai để giúp gia tăng các đòn đánh hệ siêu linh của Amarouge. Về phần đồng đội đi cùng, qua thông tin về lối chơi của Amarouge thì sẽ có những đồng đội như sau để giúp cho sức mạnh của Amarouge được phát huy hết mức. Như đã nói ở phần lối chơi thì Indidikai là một Pokemon hỗ trợ không thể thiếu khi muốn tối ưu hết sức mạnh từ các chiêu thức tâm linh mà Amarouge có thể sử dụng. Nhờ vào việc nó có thể tạo ra môi trường tâm linh và có đa dạng các chiêu thức hỗ trợ thì Indidikai sẽ là một hỗ trợ đắc lực dành cho Amarouge. Với chiêu Follow Me giúp hút các chiêu thức về phía bản thân, đỡ sát thương cho đồng minh. Helping Hand giúp hỗ trợ tăng cường sát thương của các chiêu thức mà Pokemon đồng minh sắp thi triển, giúp gia tăng thêm đầu ra sát thương cho Amarouge. Trick Room dùng để phá bỏ các chiến thuật Trick Room của đối thủ với những đội hình sử dụng Trick Room, hoặc sử dụng khi thấy đội hình đang thua về tốc độ với đối thủ. Gardevoir là một Pokemon được giao nhiệm vụ gây sát thương cạnh Amarouge, cũng là nhân tố đặc biệt giúp kích hoạt đặc tính Quick Armor một cách thuận lợi. Shadow Sneak sẽ là một chiêu thức ưu tiên, đặc biệt cần thiết để giúp chủ động kích hoạt đặc tính cùng với trang bị Weakness Policy bằng cách dùng chiêu này tấn công lên Amarouge. Moonblast và Psychic sẽ là hai chiêu thức dùng cho mục đích tấn công gây sát thương, với khả năng bao phủ hệ khá tốt cùng với đầu ra sát thương cao.
Amoongus sẽ là một Pokemon đảm nhiệm vai trò quấy rối cũng như hỗ trợ dành cho đội hình. Spore là chiêu thức gây ngủ quấy rối cực kỳ lợi hại với khả năng khiến cho đối thủ rơi vào trạng thái ngủ, giúp cho phe ta có nhiều lợi thế hơn để tấn công. Rage Powder khá giống với chiêu Follow Me, chiêu này sẽ hút các đòn đánh của đối thủ về phía bản thân, nhưng sẽ vô hiệu khi gặp những đối thủ là Pokemon hệ cỏ. Haxorus và Dragonite là hai Pokemon cực mạnh ở mạng tấn công vật lý, giúp đối đầu với những Pokemon mạnh ở mạng tấn công đặc biệt, cũng như đây sẽ là hai Pokemon mà chúng tôi lựa chọn cho nhiệm vụ càn quét vào cuối trận. Về chiến thuật, thì theo các thông tin mà tụi mình đưa ra trước đó để kết hợp cùng với đồng đội, thì chiến thuật dành cho Amoongus đó chính là cho nó đi chung với God of War. Cả hai Pokemon này đều sẽ là Pokemon tiên phong của đội hình. Ở lượt đầu tiên, chúng ta có thể cho God of War sử dụng chiêu Shadow Sneak là chiêu ưu tiên lên Amoongus nhằm kích hoạt đặc tính Weak Armor để tăng 2 bậc tốc độ, đồng thời kích hoạt luôn vật phẩm Weakness Policy để tăng gấp 2 lần khả năng tấn công đặc biệt. Lúc này thì Amoongus vừa có tốc độ cao cùng với khả năng tấn công cực mạnh. Nếu đối thủ không kháng hoặc là yếu thế về hệ thì khả năng cao sẽ là One Hit KO đối thủ ngay lập tức, và chúng ta sẽ liên tục tấn công dồn dập bằng các cặp đôi này ở những lượt tiếp theo. Đối với vai trò của Indeedee cái sẽ là vào sân những lúc phù hợp để kích hoạt đặc tính tạo môi trường, hỗ trợ sát thương cho Amoongus hoặc là God of War, cũng như là ngăn chặn các đòn đánh ưu tiên từ đối thủ. Một thành viên cuối cùng thì mọi người có thể chọn hướng tấn công dứt điểm bằng Haxorus hoặc là Dragonite với sức tấn công khá cao, hay là chọn Amoongus để giúp quấy rối đối thủ, hỗ trợ cho God of War cũng như là Amoongus. Để mà nói thì với kiểu chiến thuật này, điểm yếu chính là việc thi triển không thành công chiêu Shadow Sneak để kích hoạt đặc tính Weak Armor của Amoongus. Ở những lượt đầu tiên, nếu chúng ta không cẩn thận sẽ dễ bị dính fake cao, hoặc là đối thủ sử dụng các chiêu thức như là Follow Me để hút chiêu Shadow Sneak về phía bản thân, khiến cho việc gia tăng sức mạnh của Amoongus thất bại. Hoặc là khi phải đối đầu với những Pokemon sử dụng chiêu Haze cực nhanh sẽ làm cho việc gia tăng chỉ số của Amoongus trở nên vô nghĩa. Cũng như sau khi gia tăng chỉ số xong thì Amoongus sẽ khá mỏng, nên là sẽ khó để cho Amoongus trụ sân được lâu dài. Về việc xây dựng sức mạnh, ngoài các lối chơi như trên thì tụi mình sẽ lựa chọn xây dựng sức mạnh cho Amoongus như sau. Đầu tiên là về mảng EV, chúng ta sẽ gia tăng hết mức và tấn công đặc biệt để tối ưu đầu ra sát thương. Phần còn lại chúng ta sẽ chia 100 điểm cho mảng tốc độ, giúp tốc độ của Amoongus sau khi kích hoạt thành công đặc tính Weak Armor thì sẽ còn nhanh hơn cả Dragapult, một Pokemon đã có tốc độ nhanh nhất trong format này. Phần còn lại thì cứ gia tăng vào chỉ số sinh lực, giúp cho Amoongus có thể chịu đòn khá hơn. Ở mảng này thì chúng ta nâng full chỉ số, trừ mảng tấn công vật lý để tránh trường hợp bị confused hoặc là bị tấn công bởi chiêu Foul Play. Về đặc tính chúng ta nên lựa chọn thì như lối chơi trên, tụi mình sẽ khuyên rằng nên lựa chọn đặc tính Weak Armor làm đặc tính chính cho Amoongus. Với Weak Armor, nếu đòn tấn công vật lý đánh trúng Pokemon này thì phòng thủ của nó sẽ giảm một bậc và tăng tốc độ của nó lên 2 bậc. Về tính cách, với sức mạnh đã nằm sẵn ở mảng tấn công và vai trò mà tụi mình muốn Amoongus đảm nhận thì tính cách Modest sẽ là tính cách mà tụi mình chọn để giúp Pokemon này mạnh hơn. Với tính cách này, Amoongus sẽ được gia tăng thêm 10% khả năng tấn công đặc biệt và giảm đi 10% tấn công vật lý, vốn là mảng không quá quan trọng, và còn giúp giảm sát thương của Amoongus nhận được từ các đòn tấn công như là Foul Play. Về trang bị thì trang bị phù hợp cho Amoongus sẽ là Weakness Policy. Trang bị này sẽ giúp cho Pokemon gia tăng 2 bậc ở mạng chỉ số tấn công vật lý và tấn công đặc biệt khi nhận sát thương từ các đòn đánh siêu hiệu quả. Đây là một trang bị khá là phù hợp với đặc tính, với lối chơi mà tụi mình kể trên. Vì khi nhờ có đồng minh dùng Aqua Jet thì lúc này Amoongus của chúng ta sẽ được kích hoạt cả hai cái là đặc tính Quick Armor cùng với lại trang bị Quickness Policy, khiến cho nó vừa gấp đôi tốc độ mà lại gấp đôi thêm khả năng công phá nữa. Hệ Terra, đối với Amoongus thì việc Terra thích hợp đôi khi sẽ là cứu tinh giúp Pokemon này sống sót qua những đòn tấn công của đối thủ. Vậy nên thì hệ Terra mà chúng mình lựa chọn có thể là cỏ hoặc là Terra hệ nước. Bởi đây là hai hệ có thể giúp cho Amoongus giảm được sát thương đáng kể từ các điểm yếu như là đất, đá, nước và bình thường hóa các sát thương từ hệ ma và bóng tối. Đương nhiên thì hai đơn hệ này cũng tùy vào đội hình mà bạn lựa chọn sẽ mang lại hiệu quả nhất định. Trong đó thì hệ cỏ còn giúp cho Pokemon này tránh bị ru ngủ bởi chiêu Spore và miễn nhiễm với các chiêu bạo tử, hút sát thương như là Rage Powder. Nước sẽ là lựa chọn khi Amoongus đứng trong thời tiết trời nắng. Vì khi này thì việc Terra hệ cỏ đôi khi sẽ đưa ta vào tình thế bất lợi, nên đối thủ là những Pokemon có thể tận dụng được các chiêu hệ lửa nhằm dứt điểm Amoongus đang Terra hệ cỏ. Về chiêu thức thì Heat Wave và Armor Cannon là hai chiêu thức hệ lửa mà Amoongus có thể lựa chọn. Trong đó thì Heat Wave mang lại cho Amoongus khả năng tấn công cả hai mục tiêu, nhưng bù lại thì độ chính xác của nó chỉ có 90%. Đối với Armor Cannon thì độ chính xác và sát thương sẽ được tăng lên hơn hẳn so với Heat Wave, nhưng phải đổi lại là chỉ tấn công được một mục tiêu duy nhất và sau khi dùng sẽ bị giảm một bậc chỉ số ở cả hai mảng phòng thủ. Expanding Force sẽ là chiêu thức có Staff hiệu siêu linh cùng với khả năng độc đáo mà chiêu thức này mang lại. Khi sử dụng trên sân đấu siêu linh thì sức mạnh chiêu thức này sẽ được gia tăng thêm 50% và có khả năng tấn công cả hai mục tiêu cùng lúc. Lúc này thì đây sẽ là một chiêu dứt điểm đối thủ rất hiệu quả đối với Amoongus.
Wygar sẽ là chiêu thức bảo vệ đồng minh và bản thân khỏi những chiêu có sát thương lên cả hai mục tiêu. Tuy nhiên thì khi đối thủ tấn công đơn mục tiêu thì chiêu này sẽ không bảo vệ được. Protect là chiêu thức giúp bảo vệ bản thân trong những tình huống nhất định. Nó sẽ mang lại lợi thế hoặc là đoán được nước đi của đối thủ. Và bây giờ sẽ là một trận thực chiến để chúng ta có cái nhìn rõ hơn về Amarush. Bên đối phương đang có một số Pokemon khá đáng sợ, đó chính là Superior cùng với lại Mud Alola. Nhưng là vì do chủ lực chúng ta là Amarush hệ lửa, cho nên mối đe dọa của chúng ta sẽ là con Poliwrath. Và cũng như chiến thuật ta đã nói ở trên thôi, cho Amarush đi chung với lại Gardevoir ở khúc đầu, để Gardevoir có thể kích hoạt được đặc tính cũng như là trang bị Weakness Policy của Amarush. Trên tinh thần là như vậy, còn thực chiến như thế nào thì chúng ta phải coi tình hình đã. Và đối thủ đã cho ra Volbeat cùng với lại Superior. Volbeat thì là một Pokemon có đặc tính Prankster, nên cũng có chiêu Tailwind nữa, nên chắc là nó sẽ hỗ trợ tốc độ cho Superior để nó trở nên nhanh hơn. Nhưng chúng ta thì cứ tuân thủ theo chiến thuật của mình thôi, dùng chiêu Shadow Sneak hệ ma để kích hoạt đặc tính Weak Armor, giảm một bậc phòng thủ vật lý, rồi tăng 2 bậc tốc độ cho Amarush, cộng với việc kích hoạt trang bị Weakness Policy, tăng 2 bậc tấn công vật lý và tấn công đặc biệt cho Amarush luôn. Volbeat đã dựng tường bảo vệ Light Screen để bảo vệ đồng minh khỏi những chiêu tấn công đặc biệt. Nhưng chúng ta đã được tăng cường sức mạnh vào một đòn kết liễu Volbeat. Superior thì cũng đang hấp hối, cho nên chúng ta hoàn toàn có lợi thế. Weak Armor được tăng cường thêm một lần nữa. Cứ dính các chiêu thức vật lý thì chúng ta sẽ được tăng 2 bậc tốc độ. Tuy nhiên thì nếu gặp phải những đứa tấn công vật lý mạnh thì chúng ta sẽ có thể đi bán muối trước khi tốc độ kịp nhanh, cho nên là cũng phải cẩn thận. Mất Alola đã ra sân, và đây là một Pokemon hệ độc và bóng tối. Phòng thủ cũng khá cao và song hệ thì khắc chế hoàn toàn Amarush luôn, cho nên là chúng ta cũng phải cẩn thận. Và Poliwrath, mối đe dọa chúng ta đã xuất hiện. Như đã thấy thì dù cho được tăng 2 bậc tấn công đặc biệt thì lượng sát thương gây ra cho mất cũng không quá đáng kể. Đúng vậy, nỗi sợ của những Pokemon set up chỉ số đó chính là chiêu Haze này. Nó đã xóa bỏ hoàn toàn tất cả chỉ số chúng ta tăng từ nãy tới giờ, và chúng ta đánh đổi luôn trang bị Weakness Policy bởi vì chiêu thức này. Đây sẽ là một chiêu khá khó chịu đối với những Pokemon set up chỉ số. Và Mud Alola cũng là một phiền toái đối với một Pokemon hệ tiên như là Gardevoir. Tốt nhất là chúng ta nên rút Gardevoir về. Cho dù tốc độ chúng ta có cao đi chăng nữa thì sát thương chúng ta cũng không làm gì được con Mud Alola này hết. Indeedee được ra sân. Indeedee lúc này sẽ hỗ trợ hút sát thương về phía bản thân, tạo điều kiện thuận lợi cho Amarush có thể dứt điểm được con Mud Alola, khắc tinh cứng của đội hình chúng ta. Hạ được con Mud Alola này thì đây là một điều kiện thắng mà chúng ta phải đạt được. Có vẻ như họ đã thê ra cho Poliwrath thành hệ thép, vì đoán được chúng ta sẽ sử dụng chiêu Expanding Force, và hệ thép sẽ khắc chế được hệ siêu linh, nên sát thương cũng không đáng kể. Ồ, đối thủ đã sử dụng chiêu trống bụng, tăng một lượt 6 bậc chỉ số tấn công vật lý, và đây sẽ là một mối đe dọa cực kỳ to lớn. Indeedee đã bị dính độc, lợi thế có vẻ đang nghiêng về phía đối thủ. Thật ra nếu chúng ta sử dụng chiêu Heat Wave thì rất có thể sẽ hạ được cả hai con. Vì giờ đây con Poliwrath đã chê ra thành hệ thép, nên có vẻ nếu chúng ta đánh thành công chiêu Heat Wave thì vẫn có thể hạ được con Poliwrath này. Chỉ có điều không biết con Poliwrath có chiêu ưu tiên Aqua Jet hay không. Đối thủ có vẻ đã dồn sức nhắm vào Amarush, cũng may là chúng ta protect nó trong lượt này. Indeedee thì cũng không chịu lâu được nữa, thì chúng ta không dứt điểm hai con Pokemon trên. Follow Me đã tung ra, mong là lần hy sinh này của Indeedee có ý nghĩa, để chúng ta có thể dẹp được một trong hai đứa trên. Cũng may là con Poliwrath không có chiêu Aqua Jet,
ít người xài nên cũng không nhớ nổi. Và thế là đã tiễn được mất Alola về suối vàng. Cuối cùng cũng giảm đi một mối đe dọa. Bây giờ còn lại Poliwrath với 6 bậc chỉ số vật lý đã tăng. Và Superior, tốc độ của nó cũng nhanh hơn Amoroush khá nhiều. Hơn là chúng ta vẫn còn IDD đi hút kill về phía mình, tạo điều kiện thuận lợi cho Amoroush xử lý luôn con Superior nếu chị Heatwave không bị trượt. Hy vọng là chị Heatwave không bị trượt. Và nó không bị trượt thật sự. Cũng may là con Poliwrath không có chữ Aqua Jet. Nếu không thì trận này khó sống rồi. Và thế là trận đấu kết thúc. Tổng kết thì là một kỵ sĩ mạnh mẽ trong thế giới Pokemon. Amoroush có thể nói là một Pokemon khá dũng mãnh bởi lòng trung thành và sức mạnh khá đặc biệt của bản thân. Chúng tôi nhận định đây sẽ là một Pokemon khá khó để sử dụng khi mà nhà huấn luyện chưa làm quen được với những cách thức chiến đấu khá đặc biệt của Amoroush. Tuy nhiên nếu thành công thì sẽ rất khó cho đối thủ có thể ngăn cản bước tiến của Pokemon cực kỳ anh dũng này trên đấu trường. Vậy nên tụi mình sẽ đánh giá cho Amoroush với con số 4.5 trên 5 sao qua những sức mạnh và khả năng mới mẻ mà Amoroush mang lại cho thế giới Pokemon. Ở trên là toàn bộ thông tin mà tụi mình đưa ra để giúp các bạn hiểu rõ hơn về Pokemon cũng như là lối chơi của Pokemon đó. Mong các bạn sẽ có nhiều thắng lợi trên đấu trường với Pokemon này, giúp đấu trường VGC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ và làm mới đấu trường nhiều hơn nữa. Nếu còn có gì thiếu sót, mọi người hãy cho tụi mình biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Đừng quên thì mọi người có thể đưa ra các Pokemon mọi người yêu thích để tụi mình xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh các Pokemon đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong tiêu điểm VGC tuần sau. Bye!